tại vì á cái lần sau á là thầy dạy em bị cái lá rồi sẵn á thầy dạy cho em đi cái bóng luôn, cái bóng của những cái cánh hoa đó giống như 3D á, là đi cái bóng tối cho nó đậm hơn tí xíu nữa là nó mới đẹp hơn nữa, tại cái vải này nó lợ lợ đúng không, cái vải này nó không phải là màu đen, nó là màu xám, nó lợ lợ. Và bây giờ mình muốn nổi hơn nữa là thầy sẽ tạo những cái bóng 3D, cái bóng mà giống như trong hình mẫu vẫn có cái bóng, em nhìn cái xung quanh cái bóng hoa có cái bóng mờ mờ đó, thì mình tạo cái độ tối bên dưới những cánh hoa nữa sẽ ra cái bóng, cái không gian nó càng tối thì cánh hoa nó càng nổi lên, hiểu không? Rồi rồi em cứ để đi, em chùi cọ đi, rửa cọ đi, nhúng màu cam rồi đi. Trời ơi, nổi lắm đó nha. Nó không có gì là không được, mình có chí kiên nhẫn lên đó, kệ nhúng nó xíu đi. Đôi lúc ta phải kiên nhẫn kiên trì, đừng kiên ngăn nha, kiên ngăn ốm mà mất sức rồi. Đúng rồi, cái phần đó phần đấy em cứ phớt phớt như đó đi. Ừ, miễn em đừng có che cái mấy cái hộp trắng đó thôi ha, cái lo giống cái phần đằng đáy dưới đó, vậy đó, còn cái mấy cái hộp trắng kia để nguyên nha, hộp trắng để hồi tôi màu vàng lên. Ừ, cho nó hừng hừng, em chống chống hừng được. Ừ đó, chủ yếu cho có màu sắc một tí. Thấy không? Làm xong mình thấy sướng không? Đúng không? Ừ. Mệt thì mệt, nhưng mà mình thấy mình sướng đó. Ừ, mình cảm thấy mình vui. Nói cho nói không có gì là không được, phải được, chậm cũng phải được. Em mà muốn chấm mấy cái nhị á, em phải là cho nó đứng cái cọ lên như nè, nó sẽ lừa tưa lên như nè. Nó sẽ lừa tưa lên, lừa tưa như nè, nó mới tự nhiên nè, thấy không? Nó như đang lúng phúng cái nhị lên đó, thấy không? Nè, thấy không? Cách thầy làm tự nhiên lắm. Thầy chấm giống như nó đang lúng phúng lên, chứ không phải là nó đi theo một cái rìa bình thường đó là lúng phúng lên ha. Ok, rồi. Ít thì thôi, được rồi, rồi, rửa cọ đi. Rồi em nhúng màu vàng chấm cái nữa là xong rồi. Chấm cái hộp nữa là xong rồi, thấy không? Đấy là mình nhị nó phải lúng phúng lên. Nó cứ cái cao cái thấp cái mờ mờ ảo cũng được. Không nhất thiết là phải đều nhau quá. Trời, cứ chấm đi. Em muốn chấm được cái hộp trắng là nó vàng lên nè. Chấm lên. Ừ, chấm cái hộp đó. Ừ. Mình không lấy cây kia này. Cây nào cũng được. Cái này em chấm bằng gốc cũng được vậy, chủ là cái đầu nó tròn tròn thôi, chấm bằng gốc á. Ừ, gốc. Ừ đó, vậy đó. Ừ, ừ, chấm cái đầu tròn thôi được rồi, được ha. Ừ, em có cho nó sượt sượt nó lan lan xuống cái màu cam như càng đẹp cái gì vậy? Tự nhiên đi, giống người ta vẽ tranh vậy, ta bóng khoáng lắm, không có gò bó gì đâu, sợ mạnh dạng lên. Để mình thấy đẹp là được rồi. Sụt xuống cái ha. Ừ. Em có thể dùng cái góc cọ đó, em chấm lưa tưa cái xung quanh đó. Ừ. Chấm sao. Chấm nhúng màu thêm đi, nó không có màu, nó không ra màu đâu. Chấm. Còn ấy thì thôi mà lấy cái còn nét ha. Thôi lỡ này chấm luôn cho nhanh. Ừ đó, ừ vậy mà càng đẹp á, tự nhiên á, thêm vô. Ừ đó, sáng tạo lên, càng sáng tạo càng đẹp. Ừ, rồi, ok, rồi, đã không? Mà bài sau lần sau mình học vẽ cái lá với cái cuốn nữa, tạo bóng 3D nữa, là cái hình mình còn càng nổi nữa. Thấy không? Cái lá có cái bóng tối á, cái bóng tối này hơi đen ha, hừng hừng xuống giống trong hình mẫu cũng có đó, giống như vẽ tranh nữa chứ không phải vẽ áo bình thường đâu, phải vậy mới được ha.